Đang về chúng ta tiếp tục với trận đấu bản đề thôi. Tỷ số là 1-1 rồi. Vâng, cảm ơn anh Hàn Viết Việt nhá. Vâng, bài của Hồng Anh là Mắc Binh. Siêu Mắc Binh luôn. Vâng, quân hit. Vâng, bên kia là Pania, bên mình là Hitia. Bên bạn là 2 chém tuyển. Và bên mình là một cung tuyển và 1 chém tuyển. Bên kia là 97 lại cầm pan. Vâng, trở lại game thủ Hoàng Minh vẫn cầm IA. Trong khi thì game thủ Quyết sẽ đổi từ AC sang cầm hit. Nhưng sẽ bên bạn sẽ có lợi thế thời điểm đầu. Khi đây là hai chém mà rất là tuyệt. Vâng, mỗi tôi là con IA của mình thì khắc cặp đúng con ban để nó khắc được. Vâng, đây là máy của màn hình, máy game thủ Quýt đang đá bầy hiu về. Vâng, gỗ thì ban đầu cũng rất là nhiều. Nhưng vấn đề là bây giờ anh cần tìm thêm quả và cố gắng là sẽ tìm được một cái chỗ nào đó cơ cấu thành một cái hốc hoặc là như nào đó cơ cấu nhà dễ nhất có thể khi đối đầu với hai chém siêu tuyển bên phía đối bạn. Anh thành công, em sửa tỷ số rồi, đang là 1-1 anh nhá. Đây là Trần Bản Lê. Vâng, cảm ơn anh Alpha Việt Nam. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp của anh. Vâng, đây là hai con voi của game thủ Quýt. Vâng, bài như vậy là ok. Vâng, một tình huống không để ý. Vâng, lại làm xuống một con dân rồi. Còn đây là vâng, bài là bài game thủ Hoàng như bài Mắc Binh này. Có bầy hươu về và hai con voi này. Biết anh nó dò ra quả chưa? Vâng, ban đầu đang là tương đối đẹp. Đến từ bài của game thủ Hoàng Mai Nhi bài IA này. Và còn mấy cái bóng đen này, cố gắng dò lốt đi. Vâng, sẽ là câu hai con voi về đây trước đầu của game thủ Hoàng Mai Nhi. 19-24. Vâng, đang quăng dò ra thêm một bãi quà nữa thì nó Mắc Binh. Vâng, cẩn thận tình huống này. Zania nó cũng câu voi cũng là dễ dàng hơn trong tình huống mà tránh tình trạng mất dần. Rồi, vậy là con voi đã nằm xuống rồi. Vâng, đây là bãi quả. Vâng, vậy là tất cả đã đủ. Bây giờ sẽ là cơ cấu và ép đời thôi. Rồi, bài như vậy là ok. Ta quay sang máy Quýt đi. Ô, vâng, cái con voi này khó chịu thật. Vâng, bài Quýt thì em nhìn ra cũng là và cũng mất nhiều lực đấy, mất nhiều lực để khung được cái nhà này. Bên kia là Pan và IA. Chắc chắn là đội bạn sẽ đánh Pan, khả năng em nghĩ là sẽ đánh 1L1A. Còn không biết bài vào bên bạn như nào thôi. Vâng, vẫn thiếu một chút đồ nữa. Đây rồi. Vâng, đây là chút thiếu nữa đây rồi. Đây là bãi quả. Vâng, 8-18 với 24 nông dân của 25 nông dân trừ 1 của Hitty. Cũng được. Ổn rồi, khi bài đồ cũng là xa thôi. Là còn chết thêm con dân nữa. Một tình huống không để ý đến từ Quýt. Rồi, cắt nông dân ra bãi quả phụ 6 cây. Vâng, báo về là Pan lại Mắc Binh rồi. Một cảm giác bài bên bạn hôm nay cực kỳ là mắc.
Vòng pan 11% đến từ ông 97 này. Vâng, cảm ơn anh Trần Ngọc Bình. Và đây là chiếc BB của Quýt ở những tình huống này. Đây là A và đây là M. Vâng, vậy là sẽ là tình huống xây nhà để cản bước đi quân ban đầu từ phía đối bạn. Còn đây là máy game thủ Hoàng Mai Nhi 25 dân và anh cũng đã kích đời rồi, đã mua giò và thiết kế lông dân đi ăn vàng. Lực của Hoàng Mai Nhi là ổn. Vâng, đây là bài đối đầu với Hồng Anh, hai ai đối đầu với nhau, chắc chắn là game thủ Hồng Nhi sẽ có tình huống và xây phù ra. Vâng, 26 trên 28 là tham này hiện tại của game thủ Hoàng Mai Nhi đang đối phó với con giò này của ông anh. Vâng, con giò của mình thì vâng vẫn chưa có một cái công nghệ gì cả. Vâng, đây là con giò nguyên tem nguyên kiện của Hồng Anh. Tham lai là 24, vâng phải đẻ thêm con giò nữa ra. Khi IA thì chỉ có mất 70 năm thực để một con giò thôi. Vậy là cũng được. Hai nam trên 40 đang đối đầu với Hồng Anh là tương đối là mình đang ở thế thủ. Và đây là con giò của game thủ 97 cũng đã có mặt đây rồi. Quýt đã bo xong nhà. Nhưng mà đây là tình... Ồ, vâng rất hay. Tình huống này sẽ gọi là mất thời gian cho đối bạn. Vậy cái A lại để nhốt một con đặc đà. Không, vậy là vẫn đi lọt được. Vâng, công ca luôn rồi. Để nó có ca cộng luôn đến từ U97. Anh đối được hiệu tên em mình luôn thì ghim chi kia luôn rồi anh nhá. Vâng, vậy là bay nhà rồi. Khi biết nó có ca nữa, đã không tình huống mang dân ra đập. Tình huống mang dân ra đập con ca. Vâng, vậy là con ca chết rồi. Vâng, chắc chắn là đội bạn sẽ để thêm ca thôi. Nhưng mà không sao, ta đã lấy được con ca ban đầu rồi. Vâng, bảo vệ là đội bạn còn 6 về cái ruộng ở nhà nữa. Mặc dù mất lực công ca 21 trên 80. Vâng, Quýt thì còn tham 21 thôi. Còn đồng... Còn Hoàng Anh gì đây? Đây là bãi vàng của game thủ Hoàng Anh rồi. Vâng, đây là... Vâng, hù được luôn một tình huống mà... Vâng, con hù thứ hai của Hoàng Anh đang đứng ở kia nữa cơ. Vâng, phải là mất nguyên bãi vàng một tình huống không để ý từ game thủ Hoàng Anh nhỉ. Bài học anh đánh 2 lò. Vâng, bài bạn đang là tương đối khỏe. Lưng đầu vàng. Quýt báo về lại sơi được một con ca tiếp theo. Hai mươi hai trên 40. Vậy là đang yếu hơn Hồng Anh tương đối rồi. Còn đây là bài của Quýt, tham vẫn chỉ là 21 thôi. Đang có tình huống mà mang cung sang bắn chéo cho, bắn hù cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Nhưng vấn đề là Hồng Anh cũng đang tương đối chém nhiều ở nhà. Vâng, đội bạn của công ca. Nhưng mà ở nhà vẫn đang ra ruộng tương đối nhiều. Một bài ban có thể nói là mắc binh. Vâng, để còn hai con lạc đà nữa này. Vâng, đánh 2 lò luôn. 2 lò vẫn công ca, vẫn ra tương đối ruộng ở nhà nữa. Vâng, quýt rồi. Vâng, thế trận là quá khoai. Vâng, bài là tương đối khoai dành cho bên mình. Cần ngay một tơn mà cắt cầu cũng như là ui rồi. Vâng, vậy là lỗi bãi quả đến từ cái thủ Hoàng Mai Nhi này. Vâng, vậy là chúng ta lại thất thủ rồi, lại bị dẫn rồi.